Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 7 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số bộ ngành liên quan đã đối thoại với các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là cuộc gặp nhằm trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng để tìm ra các giải pháp thiết thực tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, qua hơn 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh và có hiệu quả, trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 78 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 150 lần năm 1992, chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất tại Việt Nam, hiện đang đầu tư ở 19 trên 21 ngành kinh tế và 59 trên 63 tỉnh thành phố với 9.383 dự án đang hoạt động tổng vốn đầu tư đăng ký trên 79 tỷ đô la Mỹ. 7 tháng đầu năm 2022, Hàn Quốc đứng thứ hai trên 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 3,26 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại ASEAN. 30% đầu tư Hàn Quốc và ASEAN hướng vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc tương đương 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam của mình. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài và thực tiễn triển khai các dự án đã phát sinh những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, chính sách cũng như trong công tác triển khai thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc nêu các vấn đề còn gặp vướng mắc, khó khăn, đề xuất, sáng kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Cùng với đó, các bộ, ngành, cơ quan chức năng, địa phương của Việt Nam tập trung trao đổi, giải đáp và đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp. Với tinh thần chân thành, thẳng thắn, cầu thị, những khó khăn, vướng mắc nào giải quyết được ngay sẽ có câu trả lời rõ ràng. Những vấn đề chưa giải quyết được ngay thì phải khẩn trương nghiên cứu, đưa ra phương hướng, giải pháp với lộ trình cụ thể để xử lý, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước.